các bạn. Hôm nay bạn thì chúng con sẽ hướng dẫn cho các bạn một trò thật với một bài. Và ở đây mình có một bài, mình sẽ lấy ra bốn con dẹt thế này. Các bạn có thể cho cái dẹt kiểm tra thoải mái. Và chắc chắn là bốn dẹt này bình thường rồi, không có gì cả. Đây mình có 1, 2, 3, 4 con dẹt. Sẽ lấy 4 con dẹt ra. Bây giờ 1, 2, 3 và 4 con dẹt. Bây giờ mình sẽ làm như thế này, mình sẽ lấy một con dẹt này xuống dưới, ngửa lên. Con dẹt như này, vẫn còn 2 con ướp và 2 con ngửa. Sẽ đóng vào như thế này từ từ. Chúng ta mình sẽ lấy từ lập tức 4 con dẹt chào hình dưới đầu mà không có con nào nữa. Ok, lần này mình sẽ làm một lần nữa. Một con dẹt dưới, một con dẹt trên. Vẫn còn 2 con ướp, 2 con ngửa. Như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ làm hay hơn như vậy, như thế này. Ok, mình sẽ lấy bốn dẹt này, xoay một vòng như thế này, chúng ta một cái lập tức nó sẽ xuất hiện. Chơi lại một lần này, xoay hai lần, chúng ta một cái thì bây giờ nó sẽ khác, là xuất hiện. Và còn bốn con dẹt đâu, chất từ đầu không có con dẹt nào cả. Ở đây thì có bốn sợi. Đó là trò thuật. Cảm ơn các bạn đã xem. Chào các bạn, ngay bây giờ bài của chúng con sẽ hướng dẫn cho các bạn làm trò thuật vừa rồi. Và trong trò này thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần một bài. Các bạn cần chuẩn bị 4 ách và 4 con dẹt như thế này. Bây giờ thì nếu mà tùy các bạn, có thể đổi 4 con này thành 4 con kia. Trong trường hợp này mình sẽ đổi 4 con dẹt thành 4 con ách. Hoặc là các bạn có thể đổi 4 ách thành 4 con dẹt. Trong chung về mình thì mình đổi thành 4 con dẹt thành 4 con ách, thì mình sẽ sắp xếp 4 con ách như sau. Mình sẽ để 2 con ngựa lên như thế này và 2 con ướp lại như thế này. Còn 4 con dẹt thì các bạn có thể để lên trên đầu, là các bạn lấy ra luôn như thế này. Đó, là các bạn top shot ra. Cái đó là tùy là các bạn diễn. Đó, còn thì thông thường thì mình thấy cái để chắc ăn nhất thì các bạn nên để vào những góc như thế này. Để vào một lung tung như thế này để mình lấy ra. Đó. Mình sẽ nói ok, bây giờ mình sẽ diễn cho các bạn một trò liên quan tới 4 con dẹt, mình sẽ lấy 4 con dẹt ra. Nhưng nhớ là đừng cho khán giả coi luôn hết tới phần này. Như thế này. Mình sẽ lấy 4 con dẹt ra. Đó, như thế này. Và lật lại. Và mình sẽ nói về một cái phần để lấy 4 thì này chút xíu, các bạn phải làm giống như thế này. Dùng ngón út trượt xuống từng phần như thế này. Ok, cái động tác nó như thế này như sau. Các bạn cầm một bài như thế này. Rồi các bạn cứ tập luyện như vậy, lấy ngón út, nhớ là trượt trên phần này nha các bạn. Cái phần này chứ đừng cứ lấy ngón tay kè kè vậy thì không được. Như thế này như sau. Cầm bộ bài như thế này, và ngón út các bạn cứ tập trượt lên nó xuống. Là một thời gian các bạn sẽ quen và từ thường các bạn thấy người ta double lip nhất hai con, các bạn người ta sẽ tự làm như thế này. 1 2 để nó giống vô. Thì lần này tương tự các bạn sẽ làm với 4 con. 1 2 3 4. Đó. Thì khi mà mình để sắp setup 4 con sẽ như thế này. Khi khán giả kiểm tra 4 con dẹt, mình lấy ra 4 con dẹt. Mình sẽ làm giống như thế này. 1 2 4. Hoặc là dễ hơn cho các bạn, đó là cái mà thấy kính nhất. Hoặc là các bạn có thể làm giống như thế này. Nhưng thực sự thì nó hơi khó, nhưng mà theo mình thì mình đề xuất lời các bạn làm cái này hay hơn. Như thế này đây. Chụp xuống. Rồi làm dấu như thế này. Và khúc này quan trọng, các bạn gom 4 con dẹt lại như thế này. Và các bạn nói ở đây có 4 con dẹt. 1 kéo xuống như thế này các bạn. Giữ bằng 2 ngón và dùng ngón cái kéo xuống như này. 1 2. Câu thứ 3 thì các bạn để xuống cho nó hơi thấp xuống một xíu. Một xíu thôi là được. Và 4. Thì lý do làm như vậy là khi các bạn lật ngược lật lại như thế này thì nó sẽ có một cái dấu, là các bạn chỉ cần ấn nó xuống và lấy phần trên ra thế này. Ok, bây giờ mình sẽ làm lại 4 xì 4 xì đây, đem xuống. Khi đó là khi cái nhạc kiểm tra làm dấu 4 xì để dấu vô 4 con dẹt cầm nút. 1 2 3
4. Các bạn có thể lập làm sao cho cái này nó khớp với bộ bài luôn, và cái hệ nhất con này lên cũng được, nhưng mà nó hay hở một xíu như thế này, còn không hay cho lắm. Các bạn nhớ đã xuống xong đẩy cái phần này nó xuống như thế này và nhấc hoặc là lên như thế này. Nó ở đây sẽ để được hai con vàng, và ở đây còn hai con vàng và bốn con ắt mà đã chuẩn bị từ đầu. Ok, mình sẽ nói thao tác đơn giản. Ở đây mình có bốn vàng mà tôi sợ mình để như vậy để khán giả không phải nghi ngờ là mình sử dụng con nào khác. Mình sẽ nói không dễ, ở đây mình có bốn con vàng như thế này, nhưng mà mình chỉ giữ hai con thôi, thật sự là bốn bốn chỗ này là bốn con xì rồi, giữ hai con thôi. Ở đây mình có bốn vàng, giờ khán giả coi như thế này, mình để im lại. Bây giờ công việc của mình là mình phải làm sao cho hai con vàng này lên trên đầu, và các bạn làm sao mà cho cái nhà tinh phật ở đây vẫn còn bốn con, thì các bạn ở đây dùng một chút kỹ thuật đó là đếm bài giả. Mình cũng đã nói đó là như thế này, các bạn động tác nó như thế này, khi mà có lực nữa nhưng mà có bốn con bài, nhưng mà bạn đếm sao cho nó vẫn thấy là bốn con bài bình thường, bốn con thế này. Thì động tác nó như sau, mình sẽ nói nhanh qua vấn đề này. Các bạn cầm bài như vậy, đếm một con xuống, và lần tiếp theo các bạn đẩy một lần hết luôn, hết hai con ra. Nếu mà ba con hay bốn con thì các bạn đẩy một cái thì nó sẽ ra hết như thế này đó. Khi mà các bạn đẩy, các bạn cầm vào đây thì tay này lập tức các bạn đã rút con ban đầu về, và tiếp tục đếm như vậy này, giữ cho các bạn đang lại. Ở đây có bốn con bài, 1 2 3 4, nó như là đã nhớ được con lật cửa như thế này. Và tương tự như vậy các bạn cũng làm y hệt như vậy, nhưng mà ở đây có một cái đặc biệt là nếu các bạn làm như vậy, ví dụ mình sẽ làm cho các bạn coi, công việc của mình là mang hai con lên trên đầu, nhưng nếu các bạn làm như vậy, một đẩy hết ra, đó là đẩy đều là bốn con nha bạn, hai con hay bốn con thì cũng tương tự như nhau. Một đẩy cái gì tên là bốn con, 2 3 4. Nếu mà các bạn làm như vậy á thì hai con xì, hai con già nó sẽ không lên đầu mà sẽ lên lộn xộn như thế này. Và mình phải làm sao thì rất là đơn giản. Khi các bạn muốn đến nhà người ta để đưa bốn con già lên đầu như thế này, đó, hàng người dưới, thì khi mà các bạn đếm con thứ nhất, các bạn đếm con thứ nhất thì các bạn lấy con ở dưới ra, chứ đừng lấy con ở trên. Các bạn lấy con ở dưới ra, chỉ có mình cần đẩy ra, cầm như thế này lấy con giò đẩy ra, đếm 1. Và động tác tiếp theo tương tự như vậy, đẩy hết ra, 2. Và cầm cái này lên, cầm con này lại, và đến tiếp 3 4, nó 2 giờ lên đầu. Làm lại cho các bạn như thế này, xuất sắc như thế này, 1 2 3 4. Nhớ là đây hai con dẻo đang ở dưới, mình sẽ lấy con ở dưới trước, 1 2 3 4, cho con dẻo coi bốn con. Và từ đầu mình đã sâu như vậy, ở đây mình có bốn con dẻo, mình đã sâu như thế này, mà mình đếm lại cho khán giả tin là có bốn con, 1 2 3 4. Thì bây giờ hai con dẻo đã lên trên đầu đó. Và bây giờ tiếp theo là như vậy, các bạn sẽ nói là ok, bây giờ mình sẽ lấy một, bây giờ hai con đã trên đầu rồi nhá, mình sẽ lấy một con dẻo để xuống dưới, một con dẻo để lên trên như thế này. Và các bạn từ từ đẩy nhẹ một con này ra, các bạn đừng đẩy hết nha, là sẽ lộ hết đó, một con ở dưới, một con ở trên. Và các bạn đẩy nhẹ ra thì lúc này khán giả chắc chắn sẽ nghĩ là có bốn con, nhưng thì mình đang cầm sáu con rồi đó, như thế này, một con ở trên, một con ở dưới. À, chỉ cần gom lại như thế này, tôi lật ngược lại và làm đúng y hệt cái động tác đến bài giả như mình đã tập từ đầu, nó là như thế này. Đây các bạn có thể này, tương tự như vậy, 1 2 3 4. Bây giờ làm y hệt như vậy, không có lấy con dưới nữa mà phải làm y hệt như ban đầu, 1 2 3 4. Thì bây giờ mình sẽ làm đến y hệt như vậy, 1 2 3 4, còn y hệt như vậy, và hai con già vẫn ở trên đầu. Thì mình sẽ nói là lúc đầu mình để một con ở đây, vòng ở dưới, hai con ngựa, hai con ấp, nhớ là đừng đẩy quá mạnh, chỉ đẩy ở đây để nhẹ ra một cái. Các bạn nhớ xem ở đây có hai con già ngựa, hai con già ấp, mình gom lại mình lật lại như thế này, mình để như hình như vậy, hai con ngựa và hai con ấp, nhìn con bốn tay một cái, mình sẽ làm động tác đó, sẽ lật ngược lại. Bây giờ mình sẽ làm thêm một lần nữa, mình sẽ nói khán giả mình làm thêm một lần nữa, để một con dưới thế này, một con như thế này đó, gom lại cũng làm đi hệt tương tự như vậy, 1 2 3 4. Và bây giờ
Khúc này các bạn lưu ý là mình sẽ đưa ra cho khán giả coi như thế này. Đó, đưa ra bốn con là nó đã úp như thế này luôn. Bằng cách là các bạn dùng bốn cái, các bạn đẩy xuống ba con, làm dấu ba con. 1 2 3. Và các bạn đưa úp vào. Và sau đó thì các bạn cứ từ từ xì ra như thế này. Và cho khán giả nghĩ là bốn con đã hàng úp lại. Đừng dơ nhà cho các bạn. Cần dơ dơ mặt sau của nó thôi. Đó, và các bạn cũng đừng làm quá nhiều với các bạn, chỉ làm cái này, đó, chỗ này khoảng gần 2 lần thôi, mình đừng làm 2 lần. Nó úp lại. Đến bên một cái. 1 2 3 4. Đó, chỉ làm 2 lần thôi. Rồi. 2 lần. Và cuối cùng đó. Mình sẽ làm thế này lặp lại. 1 2 3 4. Và sau lần thứ 2 thì các bạn sâu ra cho khán giả coi ở đây có bốn con lật ngửa. Đó, đó là bằng cách đó như mình nói. Để xuống ba con. Để con úp vô và xòe ra. Và bây giờ khúc này cũng y hệt như vậy, cũng y hệt như mình đã nói. Và bây giờ mình sẽ nói với khán giả là mình sẽ làm một điều khác nữa. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy. Cũng đếm bài giảng như vậy. 1 và đẩy tất cả bốn con ai ra. 2 3 4 vẫn làm như vậy. Thì một con xì sẽ lật ngược lên. Thì lúc này bạn lấy con xì đó úp lại. Thì các bạn thường làm một động tác gì đó, chẳng hạn như búng tay hoặc là xoay một vòng, xoay hai vòng gì đó. Các bạn lại làm một động tác như vậy. 1 2 3 4 thì con xì chắc chắn sẽ cái chắc chắn sẽ hiện lên. Các bạn lại lấy lại úp lại trên đầu để như vậy. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần nói với khán giả là bây giờ mình sẽ làm hay hơn như vậy nữa. Thực chất thì ban đầu mình không có con già nào cả, tất cả chỉ là bốn con xì. Thật ra hai con già đang ở đây rồi. Cái động tác các bạn xì ra bốn con xì như thế này. Các bạn chỉ cần đẩy ra một con, hai con, ba con, một con, hai con. Tại con thứ ba các bạn cầm nguyên một cọc này, các bạn cầm con cái, các bạn đẩy xuống ba con, một con. Rồi sau đây khán giả con mặt sau. Nó đang nằm ở giữa nha các bạn. Hai con già đang nằm ở giữa hai con xì. Nó khi bạn các bạn lật lại. 1 2 3 và 4 con. Đó. Khúc này quan trọng. Để phi tan hai con già này, các bạn chỉ cần để nó vào bộ bài như thế này, để nó mặc cửa lên như thế này. Đó. Như thế này. Đầu tiên là nó nằm ở giữa hai con như thế này. Đó. Các bạn đếm xuống. Chúng ta một cái. Đẩy ra một con, hai con, hai con thứ ba,